Ba tác dụng thần kỳ của sơ trong rau xanh. Người xưa có câu cơm không rau như đau không thuốc để diễn tả tầm quan trọng của rau củ quả, nguồn cung cấp chất xơ cho cơ thể. Thứ nhất, xơ vị thuốc chống táo bón. Nhờ khả năng thẩm thấu nước làm tăng khối lượng của bã thải, kích thích nhu động ruột non, ruột già, dạ dày co bóp mạnh, cho nên chất xơ là vị thuốc chống táo bón rất hiệu quả. Hầu hết các loại rau xanh đều chứa nhiều xơ và rất có lợi cho tiêu hóa, lại chống táo bón. Ngoài ra, chất xơ còn tăng cường hoạt động của hệ vi khuẩn tốt trong đường ruột, góp phần giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Thứ hai, chất xơ làm giảm cholesterol xấu trong máu. Chất xơ trong rau củ có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, giữ hàm lượng đường glucose ở mức bình thường và ổn định, và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh đái tháo đường, tránh thừa cân, béo phì. Tác dụng thứ ba, chống lão hóa, mịn da, đẹp tóc. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chất xơ có khả năng chống viêm, do đó chế độ ăn giàu chất xơ làm giảm nguy cơ viêm xương khớp, viêm da, giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa mụn trứng cá. Các chất oxy hóa có trong rau xanh có tác dụng chống lão hóa, giúp cơ thể trẻ lâu, tóc da mượt mịn. Đó là những chia sẻ của Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu mong rằng bạn hãy lưu lại thông tin này và chia sẻ những điều bổ ích từ rau xơ cho bạn bè và người thân của chúng ta cùng biết bạn nhé.